Vậy thì đầu tiên tôi nghĩ rằng chúng ta hãy quay trở lại với thứ cơ bản nhất đã. Bảo hiểm nhân thọ là gì? À, tôi có thể minh họa cho bạn một hình ảnh đơn giản về bảo hiểm nhân thọ. Với một chiếc ô á? Vâng. Trong trường quay có một chiếc ô. Có một chiếc ô ở trong trường quay. Tại sao lại là chiếc ô và hình ảnh này liên quan gì tới bảo hiểm nhân thọ? Vâng, thưa quý vị, nếu mà quý vị để ý quan sát thì chúng ta có thể thấy là ở hầu như khắp mọi nơi khi người ta nhắc đến bảo hiểm nhân thọ, người ta đều dùng cái hình ảnh là chiếc ô. À, tại sao người ta dùng hình ảnh chiếc ô? Bởi vì với cái thời tiết đặc biệt như là Hà Nội ngày mấy ngày gần đây chẳng hạn, đặc biệt ngay cả ngày hôm qua thôi, là một ngày tương đối nắng đẹp. Thế nhưng mà đâu đó và lúc nào đó chúng ta cũng vẫn gặp những cơn mưa. Giả sử khi chúng ta đi đường mà chúng ta trong tay chúng ta có một cái ô, thì nếu như trời nắng đẹp, mát mẻ thì chúng ta có thể không cần đến ô. Nếu trời hạn nắng hơn một chút thì chúng ta cần dùng ô để che cho nó đỡ hại làn da của mình. Và nếu như không may mà có một cơn mưa bất chợt đổ xuống thì chúng ta đã có sẵn một cái ô để mà bảo vệ cho mình trước những cái rủi ro mà nó có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Và cái ô nó sẽ giúp chúng ta đồng hành với chúng ta đi đến theo cái con đường mà mình mong muốn, đạt được cái mục đích mà mình đã lên kế hoạch từ trước. Và đấy chính là hình ảnh mà chúng tôi muốn nói đến về bảo hiểm nhân thọ. Đó chính là một cái kế hoạch tài chính mà giúp cho người ta thực hiện được những cái ước mơ của mình trong tương lai, cho dù rủi ro có thể không may xảy ra với chúng ta đi chăng nữa. Vậy thì thế hệ trẻ của chúng ta, những người này họ sẽ được hưởng lợi như thế nào từ việc sử dụng bảo hiểm nhân thọ? Vâng, đối với thế hệ trẻ thì đặc biệt đối với thế hệ trẻ thì khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, đặc biệt là khi tham gia càng sớm ngay từ khi còn trẻ, họ có rất nhiều những lợi ích khác nhau. Ví dụ như là khi mà chúng ta tham gia từ sớm thì chúng ta có thể được bảo vệ bằng một chương trình với một thời gian rất là lâu dài, có thể lên tới hàng chục năm. Và cái thời gian bảo vệ càng dài thì sẽ càng có lợi cho người được tham gia. Thứ hai nữa là khi tham gia sớm ở độ tuổi thấp 20-30 thì đối với hầu hết tất cả các công ty bảo hiểm nhân thọ thì cái mức phí dành cho những người tham gia ở độ tuổi sớm như vậy bao giờ cũng rất thấp so với cả những người ở độ tuổi cao hơn 40-45 trở lên chẳng hạn. Vâng, thế nhưng mà Mai Trang thì lại nhận thấy rằng là dường như ở Việt Nam người ta chỉ thường nhắc tới và nghĩ tới bảo hiểm nhân thọ khi mà chúng ta cũng đã quá độ tuổi 20-30 rồi, đúng không? Đúng rồi, đấy chính là lý do mà chúng ta có mặt ở đây để chia sẻ với nhau về cái nhu cầu bảo hiểm nhân thọ của những người trẻ, để có thể góp một tiếng nói để đánh động cho họ về cái suy nghĩ của họ, để họ có thể tham gia bảo hiểm nhân thọ lớn hơn, sớm hơn, để mang lại nhiều lợi ích cho bản thân và gia đình hơn. Và khi mà họ tham gia càng sớm thì họ có cái cơ hội để tích lũy một cách lâu dài. Và chắc quý vị đều hiểu là nếu mà chúng ta tích lũy tài chính càng lâu dài thì cái khoản tích lũy về sau chúng ta có được nó sẽ càng lớn. Và một câu tóm lại là khi người ta tham gia bảo hiểm nhân thọ thì trong cuộc sống cái rủi ro thì luôn luôn song hành với chúng ta. Chúng ta có thể gặp rủi ro ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Và khi mà rủi ro xảy ra thì nó sẽ dẫn đến những cái thiệt hại, những cái tổn thất về mặt tài chính. Và nếu như chúng ta có bảo hiểm nhân thọ thì thay vì là chúng ta chút cái gánh nặng của tổn thất đấy lên vai của cha mẹ, của vợ trẻ, của con thơ, thì công ty bảo hiểm nhân thọ là người sẽ đứng ra đón nhận cái gánh nặng tài chính đó và san sẻ với những người khác, để làm cho cái cuộc sống của chúng ta, những người tham gia bảo hiểm nhân thọ, trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Vậy thì để có thể có được một cái minh họa trực quan hơn một chút thì không biết là anh Nam Sơn có một câu chuyện nào đó liên quan tới việc bảo hiểm hoặc là số tiền bảo hiểm mà muốn chia sẻ với quý vị khán giả hay không? Thực ra thì nói đến một câu chuyện liên quan đến số tiền bảo hiểm thì nó có rất nhiều thứ, nó có rất nhiều câu chuyện. Có một cái câu chuyện mà rất nhiều người chúng tôi gặp phải trong cái quá trình làm bảo hiểm nhân thọ là người ta cứ đưa ra một cái lời, tạm gọi là một cái lời từ chối, rằng là tôi tiền ăn còn chẳng có, chẳng đủ, thì làm sao mà mua được bảo hiểm nhân thọ? Để phân tích một cách rõ hơn, về đầy đủ hơn về này thì tôi có thể tạm chia ra thành ba cái ví dụ. Ví dụ thứ nhất là nếu thực sự mà bạn không đủ một ngày ăn được 2 bữa cơm để mà tái tạo sức lao động để ngày hôm sau lại tiếp tục làm việc, thì điều mà tôi khuyên bạn tham gia không phải là bảo hiểm nhân thọ, mà là bảo hiểm y tế. Bảo hiểm y tế tự nguyện, đúng không ạ? Vâng, bảo hiểm y tế tự nguyện. Chỉ với độ khoảng 500 cho đến 700 nghìn đồng một năm, tức là tính ra theo mỗi một ngày thì chúng ta chỉ bỏ ra khoảng 2.000 đồng thôi. Là chúng ta đã tránh cho bản thân mình và gia đình mình một cái viễn cảnh là một ngày nào đó trong tương lai thì cha mẹ già của chúng ta sẽ phải bán toàn bộ tài sản để mà chữa trị cho chúng ta đang nằm thoi thóp ở trong bệnh viện. Nếu như thu nhập của bạn không đến mức quá thấp như vậy, bạn vẫn có thể tồn tại được ở những đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với số thu nhập khoảng 5 triệu đến 6 triệu đồng, 6 triệu đồng một tháng chẳng hạn. Thì bạn sẽ nghĩ rằng là từng đấy tiền thì làm sao mà có thể tiết kiệm được. Nhưng mà tôi cũng phải chia sẻ thật là nếu như chúng ta chỉ cần bỏ ra khoảng 20.000 đồng một ngày thôi, chỉ có 20.000 đồng một ngày thôi, là chúng ta đã có thể tự mang cho mình một cơ hội nhìn thấy ánh sáng khi mà đến lúc nào đó chúng ta nhìn thấy xung quanh thấy mọi thứ đều đen tối. Bởi vì những cái hậu quả của rủi ro mang lại.
Thế còn nếu như mà trường hợp còn lại là nếu như không phải là những trường hợp trên, cái thu nhập của chúng ta nó tương đối ổn định, tương đối tốt, thì chúng ta hãy nghĩ đến chuyện là mình sẽ cần bao nhiêu tiền để thực hiện những cái giấc mơ của mình trong tương lai. Và trong cái giấc mơ đó thì không phải là một người nào đó đem lại cho mình những cái điều tốt đẹp đấy, mà chính mình là người thực hiện giấc mơ đó bằng cách là tham gia một chương trình bảo hiểm thọ. Nó là một cái công cụ hoạch định tài chính để sau này mình giải quyết những cái nhu cầu của mình trong tương lai. Trên thế giới thì chắc hẳn là những fan hâm mộ bóng đá hay là những người quan tâm tới một nam cầu thủ rất đẹp trai là Ronaldo thì chắc hẳn cũng sẽ biết tới thông tin rằng cầu thủ này mới đây thì đã rời đội tuyển Real Madrid để đến với Juventus với một cái giá rất cao, đó là 105 triệu bảng Anh, đúng không ạ? Vậy thì cái câu chuyện này nó có liên quan gì tới con số của bảo hiểm hay không, và tại sao Ronaldo được trả giá cao đến như thế ạ? Câu chuyện của Ronaldo là một câu chuyện rất thú vị. Cái lao động của Ronaldo là một cái lao động tương đối đặc thù. Nhưng mà chúng ta cũng có thể hiểu được là tại sao Juventus sẵn sàng bỏ ra một cái số tiền là 105 triệu bảng Anh để mà chiêu mộ Ronaldo về với một cái hợp đồng thời hạn đến năm 2022. Lý do mà tôi nghĩ rằng là đấy, họ đánh giá được cái giá trị của sức lao động mà Ronaldo sẽ mang về lại cho Juve. Đó có thể là các cái giá trị vô hình hoặc là hữu hình. Nó có thể được quy ra thành tài chính, ví dụ như là tiền bán áo đấu chẳng hạn. Như tôi được biết là hàng trăm nghìn chiếc áo đấu có chữ CR7 sau lưng đã được bán hết tại Juve. Đó có thể là tiền quảng cáo, đó có thể là tiền bản quyền truyền hình, đó có thể là các cái khoản tiền thưởng mà khi mà câu lạc bộ đạt được những cái danh hiệu ở trong giải bóng đá quốc nội cũng như là trên đấu trường châu Âu. Thế thì người ta hoàn toàn có thể định giá được, các chuyên gia tài chính hàng đầu người ta có thể định giá được là những cái gì mà Ronaldo mang về cho Juve chắc chắn nó sẽ vượt xa con số 105 triệu bảng là cái giá mà Juve phải trả cho Real Madrid. Và ngoài ra còn có thể thêm cái khoản lương hàng năm, nếu tôi không nhầm cũng tương đối lớn, khoảng 30 triệu bảng một năm, cũng là một con số không hề nhỏ. Đấy. Vậy thì Ronaldo là có cái giá là như vậy. Vậy thì chúng ta, cái giá của chúng ta nó là như thế nào? Khi trong quá trình làm bảo hiểm nhân thọ tôi gặp rất nhiều câu hỏi của khách hàng như vậy. Vậy thì tôi nên mua bảo hiểm nhân thọ mức bao nhiêu tiền là đủ? Tôi nghĩ đây là câu hỏi rất nhiều người quan tâm. Thường thì tôi sẽ hỏi lại bằng một tôi sẽ trả lời bằng một câu hỏi lại là vậy thì anh chị định giá mình bao nhiêu tiền? Câu trả lời thường gặp là gì ạ? Đầu tiên là họ hơi sốc một chút. Vâng, họ chưa bao giờ nghĩ chuyện là định giá bản thân mình cả, và sau độ khoảng 1-2 giây thì họ luôn luôn trả lời rằng là vô giá. Vâng, tôi là vô giá, em là vô giá, chị là vô giá, anh là vô giá. Đúng, về mặt con người, về mặt tình cảm, về mặt tinh thần, về mặt quan hệ thì chúng ta là vô giá. Chính xác. Có một câu nói khá nổi tiếng là đối với bạn, đối với thế giới thì bạn chỉ là một ai đó nhỏ nhoi thôi, nhưng đối với một ai đó thì bạn đã là cả một thế giới rồi. Đúng không ạ? Vậy thì tư vấn mua bảo hiểm dành tới cho những người như thế này sẽ là thế nào ạ? Bí quyết ở đây là chúng ta làm thế nào xác định được cái giá trị của mình. Giá trị của mình về mặt tình cảm là vô giá rồi, nhưng mà chúng ta có thể định giá được như câu chuyện về Ronaldo. Đó là về sức lao động của chúng ta, những gì mà chúng ta sẽ làm ra được trong vòng 5 năm, 10 năm hoặc là 20 năm tới, nó sẽ quyết định cái giá trị của chúng ta về mặt tài chính hiện tại. Lấy một ví dụ đơn giản, một người trẻ có thu nhập khoảng 8 triệu một tháng thôi. Một cái bắt đầu nó không phải là quá cao nhưng mà cũng phải quá thấp. 8 triệu một tháng thì các bạn có thể hình dung là thu nhập của người này nó sẽ là khoảng 100 triệu một năm. 100 triệu một năm, một người trẻ ở độ tuổi khoảng 25 thì người ta có thể sẽ làm việc, tôi nghĩ là 30 cho đến 35 năm tới. Thì tôi chỉ lấy một cái con số đơn giản thôi, lấy ngắn thôi, khoảng 20 năm thôi. Bởi vì những nhu cầu của chúng ta nó sẽ thay đổi liên tục. Thì 20 năm với 100 triệu thu nhập một năm thì tổng thu nhập, tổng cái khoản tiền mà bạn nó mang về trong vòng 20 năm nó sẽ là 2 tỷ đồng. Đúng rồi. Và 2 tỷ đồng này thì đương nhiên bạn ấy sẽ không thể nào mà dành dụng hết được tất cả 2 tỷ đồng này, mà bạn ấy sẽ phải chi tiêu một khoản nhất định dành cho bản thân mình. Tôi cứ lấy mạnh dạn lấy hẳn con số một nửa đi, 50%. Thế thì như vậy là 2 tỷ trừ đi 50% 1 tỷ, có nghĩa là 1 tỷ còn lại, tích lũy còn lại nó sẽ là những gì mà bạn ấy mang về cho người thân, mang về cho gia đình của bạn ấy. Và số tiền này sẽ là con số mà chúng ta cần bảo vệ, bởi vì nếu như không may có chuyện gì rủi ro xảy ra, trong 20 năm là một quãng thời gian rất dài. Nó có thể ra ngay ngày mai, hoặc nó có thể xảy ra vào năm thứ 19. Chính xác. Chúng ta không thể biết được. Thì dù gì thì con số 1 tỷ đó vẫn là con số mà mình cần bảo vệ. Đúng rồi. Và cái mệnh giá mà tôi có thể tư vấn cho bạn trẻ đó, anh, em, bạn hãy bảo vệ cho mình với mức giá ít nhất là 1 tỷ đồng.
Vâng, rất tuyệt vời ạ. Tôi nghĩ rằng là với một phần gợi ý rất đơn giản như thế thôi thì rất nhiều quý vị khán giả của Cà Phê Sáng với VTV3 ngày hôm nay ngay tại thời điểm này cũng có thể dùng một chiếc bút để tính toán xem liệu chúng ta có nên mua bảo hiểm nhân thọ ngay thời điểm này và mua với mức giá là bao nhiêu, chi phí là bao nhiêu để có thể đảm bảo cho những rủi ro có thể xảy đến với mình trong tương lai. Ở phần thứ hai của cuộc trò chuyện với chuyên gia, chúng tôi sẽ còn đề cập tới những câu hỏi của quý vị khán giả quan tâm tới chủ đề dành tới cho anh Nam Sơn. Còn ngay bây giờ thì thưa quý vị, tạm dừng trường quay, hãy cùng chúng tôi đi du lịch một vòng quanh thế giới cùng với những thông tin quốc tế.